Nhà khoa học Nga bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Cộng đã được thả tự do, tin từ Krasnoyarsk. Khoa học gia Valentin Danilov đã được trả tự do trong ngày hôm nay sau khi ngồi tù 8 năm với bản án 14 năm tù. Khoa học gia Danilov, 66 tuổi, sau khi được trả tự do tại thành phố Krasnoyarsk thuộc vùng Siberia, đã nói với báo chí rằng bản án dành cho ông ta là bản án chính trị vì những tài liệu ông ta trao cho Trung Cộng là những tài liệu đã được giải mật. Ông ta sẽ tiếp tục làm việc trong ngành khoa học, nhưng không làm việc trong ngành khoa học nghiên cứu không gian. Những điều gì liên quan tới không gian đều bị coi là bí mật ở Nga, ngay cả nói quả đất như là một quả banh cũng là bí mật đối với quan điểm của lực lượng an ninh Nga. Khoa học gia Danilov đã cười và pha trò với ký giả như thế. Được hỏi về tình trạng sức khỏe, khoa học gia nói rằng sức khỏe của ông ta rất tốt. Các tổ chức tranh đấu nhân quyền coi vụ án Danilov là một ví dụ điển hình của những người chống lại ông Putin làm tổng thống Nga từ năm 2000 tới năm 2008 và đang làm tổng thống nhiệm kỳ thứ ba. Ông Danilov đã nhận được nhiều thư bày tỏ sự ủng hộ, trong đó có các nhà khoa học tên tuổi trên thế giới đòi trả tự do cho ông ta. Ông Danilov bị tuyên án năm 2004 nhưng đã bị giam giữ một thời gian trước khi đưa ra tòa xét xử. Một tòa án ở Krasnoyarsk đã quyết định trả tự do sớm cho ông ta. Bị bắt năm 2001 trong lúc nghiên cứu cho trường đại học Krasnoyarsk, ông Danilov thừa nhận là bán kỹ thuật vệ tinh cho một công ty Trung Cộng, nhưng những chi tiết này đã có sẵn trên các nguồn tin công cộng. Một tòa án đã tha bổng cho ông Danilov, nhưng tòa án thứ nhì đã buộc tội và tuyên án 14 năm tù. Vụ án Danilov là một trong nhiều vụ án dành cho các nhà khoa học hàn lâm được coi là có khuynh hướng chống đối ông Putin hay có liên hệ với nước ngoài.